quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 5 tháng 8, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, theo thông tin mới nhất thì Huawei hiện đang thử nghiệm một chiếc smartphone mới chạy Harmony OS. Và mẫu smartphone này dự kiến sẽ ra mắt vào quý 4 năm nay với mức giá rơi vào khoảng 2.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 6,7 triệu đồng. Và Huawei dự tính sẽ ra mắt mẫu smartphone tầm trung này để thu hút các nhà phát triển đến với hệ sinh thái của Harmony OS. Và hãng smartphone Trung Quốc chia sẻ thêm rằng Harmony OS sẽ có các chức năng mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng và nó sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng không bị xâm phạm. Và mẫu smartphone chạy Harmony OS này dự kiến sẽ được trình làng cùng các mẫu smartphone thuộc dòng Mate 30 của Huawei. Trong khi đó thì Harmony OS sẽ được trình làng vào ngày 9 tháng 8 tới đây tại hội nghị các nhà phát triển thường niên của Huawei. Ngoài smartphone thì hệ điều hành này còn chạy trên các mẫu Smart TV của Honor và sẽ được ra mắt vào ngày 10 tháng 8 sau đó. Hơn nữa, nó còn có thể được ứng dụng cho nhiều các lĩnh vực từ xe tự lái, dịch vụ y tế và kiểm soát công nghiệp. Các bạn mến, ngày hôm nay ngày 5 tháng 8 thì Samsung tiếp tục đưa ra mắt mẫu Samsung Galaxy M30 lên kệ Việt Nam thông qua trang thương mại điện tử Lazada và nhấn mạnh vào khả năng đáp ứng nhu cầu từ cơ bản nhất. Và Galaxy M30 sở hữu màn hình Super AMOLED với kích thước là 6,4 inch và tỷ lệ là 19:5:9 và độ phân giải là Full HD+. Với thiết kế Infinity U thì màn hình hiển thị của Galaxy M30 chiếm tới 90% tổng diện tích mặt trước và điểm lớn nhất trên Galaxy M30 đó chính là hệ thống 3 camera phía sau gồm camera chính là 13 megapixel với cường độ là f/1.9 kết hợp với một camera xóa phông 5 megapixel với cường độ là f/2.2 và một camera góc siêu rộng 5 megapixel cũng với cường độ là f/2.2 nữa. Trong khi đó thì camera selfie ở phía trước sẽ có độ phân giải 16 megapixel và cường độ sẽ là f/2.0 tích hợp với nhiều tính năng thú vị như là AR sticker và bộ filter ấn tượng. Bên trong thì Galaxy M30 được trang bị bộ vi xử lý 8x Exynos 7904 với tốc độ là 1.8GHz kết hợp với dung lượng RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Đồng thời bạn có thể mở rộng thông qua khe cắm thẻ nhớ lên tới 512GB và với dung lượng lên tới là 5000 mAh cho pin. Và đồng thời M30 còn được tích hợp công nghệ sạc nhanh với công suất lên tới 15W. Và Samsung M30 sẽ được chính thức bán ra tại Việt Nam trên trang thương mại điện tử Lazada vào ngày 13 tháng 8 tới đây với mức giá là 5.590.000 đồng với hai phiên bản màu sắc đó là xanh ngân hà và đen ngà khói. Đặc biệt là chỉ duy nhất trong ngày 13 tháng 8 thì người dùng có thể đặt mua mẫu Galaxy M30 với mức giá là 4.990.000 đồng. Các bạn mến, mới đây thì Oppo đã chính thức trình làng tại Việt Nam chiếc Oppo K3. Chiếc smartphone này có thiết kế màn hình AMOLED với kích thước là 6,5 inch và độ phân giải là Full HD+. Vì có camera pop-up, thế nên là máy có viền màn hình khá là mỏng và không hề có tai thỏ, tạo nên cái tỷ lệ màn hình so với thân máy cực kỳ ấn tượng. Và ngoài ra, K3 còn được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình tích hợp với nhiều thuật toán nhận diện dấu vân tay AI giúp cải thiện tốc độ mở khóa lên tới 28,5%. Và mặt lưng của máy được thiết kế rất là bóng bẩy với hiệu ứng gradient đẹp mắt. Và camera selfie trượt lên chính là cái điểm nhấn của máy với độ phân giải lên tới 16MP và cường độ là f/2.0. Đồng thời thì camera này còn được trang bị những cái chức năng làm đẹp từ AI như là tùy chỉnh khuôn mặt cũng như là chụp ảnh xóa phông tốt hơn. Camera kép ở phía sau của máy gồm cảm biến chính 16MP với cường độ là f/1.7 và cảm biến phụ 20MP cho chất lượng chụp ảnh tốt hơn. Oppo K3 sử dụng con chip Snapdragon 710 8x64bit kết hợp với công nghệ tăng tốc Hyperboost và viên pin với dung lượng là 3680 mAh với tiêu chuẩn sạc nhanh Vogue 3.0 sẽ là điểm cộng lớn cho chiếc smartphone này nữa. Và với chỉ cần hơn 1 giờ sạc thì chiếc điện thoại này của bạn đã được lấy pin và tiết kiệm thời gian chờ đợi rất nhiều. Và sản phẩm này sẽ được bán ra chính thức vào ngày 7 tháng 8 tới đây, đồng thời còn được khuyến mại tặng sạc dự phòng với số lượng có hạn nữa. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy đặt ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.